kết quả Brazil 4, 1 Hàn Quốc, nhảy Samba vào tứ kết. Trận Brazil vs Hàn Quốc có lẽ là trận đấu chênh lệch nhất thuộc vòng 1 phần 8 khi đại diện Nam Mỹ tỏ ra mạnh vượt trội và mọi thứ chỉ cần gói gọn trong 45 phút đầu. Ghi bàn Brazil, Vinicius, 7, Neymar, 10, 13, Richard Lisson, 29, Pate, 36 Hàn Quốc, Seanho Pai, 77 Neymar trở lại và Brazil lập tức quên luôn thất bại đáng thất vọng ở lượt cuối vòng bảng. Bộ tứ tấn công quen thuộc cũng được tái lập với đầu tàu Neymar ở vị trí số 10, cánh trái Vinicius, cánh phải Rafinha và trung phong Richard Lisson. Và chỉ sau chưa đầy 30 phút bóng lăn, ba trong số bốn cái tên kể trên đã ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên đến ngay ở phút thứ bảy, Rafinha đi bóng thần tốc bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong. Bóng đến chân Vinicius và sau một nhịp ngắm nghía, anh đặt lòng chuẩn xác vào góc cao mở tỷ số. Ít phút sau, đến lượt Richarlison nỗ lực kiếm về một quả penalty cho Brazil. Neymar không bỏ lỡ cơ hội từ khoảng cách 11m nhân đôi cách biệt. Đến phút 29, pha ban bật như chốn không người giữa bốn cầu thủ Brazil được kết thúc bằng pha dứt điểm cận thành quá dễ dàng của Richard Richarlison. Hàn Quốc chính thức vỡ trận và nhận thêm bàn thua thứ tư do công của Pate ở phút 36. Xen giữa những bàn thua này. Đại diện châu Á cũng tạo được một vài tình huống nguy hiểm từ những nỗ lực xuất xa của Hoang Hi Trang nhưng Alisson đã chơi quá xuất sắc. Sang đến hiệp 2, Brazil cũng không còn thiết tha ghi bàn nữa. Huấn luyện viên Tite thậm chí tạo điều kiện để cả thủ môn số 3 Weverton vào sân cho hưởng không khí World Cup. Tranh thủ sự lỏng lẻo của đối phương. Hàn Quốc gỡ được một bàn danh dự. Cú sút xa đẹp mắt bất ngờ của cầu thủ vào sân thay người xe ăn ho đã khiến Alisson phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Thắng chung cuộc 4, 1, Brazil hiên ngang giành vé vào tứ kết để đối đầu với Croatia. Châu Á chính thức không còn đại diện nào còn sót lại ở đại hội bóng đá. Đội hình thi đấu Brazil, Alisson, Weverton 80, Milita, Alves 63, Marquinhos, Shiva, Danilo, Bremer 72, Pate, Casemiro, Neymar, Rodrigo 80, Rafinha, Vinicius, Martinen 73, Richard Leeson. Hàn Quốc, Kim se ang Kim moon hoang Kim min jae Kim Jang-gung, Kim Jin-su, Trung Hồng 46, Hwang In-bem, Se-ang-ho Pai 65, Dung U-jang, Dung Hò Song 46, Hwang Hee-chang, Lee Ji-ae Sung, Lee Kang-in 74, Song ung min Cho Gu Sung cô vô hoàng 80